Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ kênh trải nghiệm của mình nha. Thì trong cái like trên TikTok kỳ rồi thì mình đã like cái con game 99B và cũng có đề cập nhẹ nhẹ tới con game là RX3, và hôm nay mình lên sóng cái con game RX3 cho anh em biết ngay vào luôn. Vì đây là một cái hồn và một cái khung cảnh không khác biệt 99B mấy, nhưng mà đây là một cái phiên bản đời cao, một cái xe sành cao lên. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây review một chút xíu thông tin dành cho những anh em nào chưa biết và chưa chạm chân tới một cái con game hoài niệm, một con game cũ xưa, vừa chơi trên được mobile vừa chơi trên được PC. Thì nó rất là tiện để cho anh em trải nghiệm và đam mê cái cuộc hành trình của mình, nó không có giới hạn nha anh em. Thì đầu tiên thì mình đang chơi gì class là DL, còn gọi là Deadlord Chúa Tể, kèm theo hai con nhân vật phụ, đó là một con Nhật Ngọc và một con sắp sửa là kéo Nhật Ngọc nha anh em. Thì khi ở đây các anh em muốn chơi tốt thì các anh em phải cầu tầm khoảng là một hạt hai hạt, để làm gì? Để chúng ta có được một số nguồn thu. Nguồn thu đó là da ve, thì mình nói tóm tắt lại là những viên da ve. Thì những viên da ve đó có cái gì? Thì cho chúng ta bơi, sụt, ếch, cờ ghe, trao các kiểu nha anh em, dần dần và mãi mãi. Kèm theo đó là chúng ta có được một cái lượng gen nhất định. Vì sao? Vì khi chúng ta mới lập một hạt thì chúng ta được 3 ngày whip anh em à. 3 ngày whip đó thì anh em có thể là tùy chỉnh vào trong đây. Thì ở trong đây các anh em có thể là bấm bằng phím B. Ở trên mobile thì các anh em cũng dẫn vào trong chỉnh được nha anh em. Thì ở đây chúng ta có thể là chỉnh whip nè. Khi chúng ta có whip thì chúng ta có thể là tích vào những ô ở dưới đây đây. Như mình có là mình tích vào những cái dây que. Dây que thì nó cho chúng ta nè, trao, bơi, sụt, lai, cờ ghe nè. Và tất cả những gì mình tích vô thì nó sẽ nhặt, đặc biệt thì chúng ta sẽ có gen. Gen thì ở đây mỗi khi mà mình nhắn tin hoặc là mình chat chip hay là mình kỳ xếp làm nhiệm vụ gì, cái gì cũng tốn gen hết nha anh em. Nên đặc biệt chúng ta có một cái app phụ để chúng ta cài gen đó thì nó cực kỳ nhẹ và thoải mái luôn. Và đây là một cái con nhân vật DL của mình ở phiên bản thời kỳ đầu, thì các anh em thừa biết là mình mê con nào anh em. Đừng quan, mình mê cái con DL này lắm. Thì cái ạt mình dù muốn dù không thì cũng phải có một con nha anh em. Thì ở đây là mình được 4 lần ghi xét, và các anh em nào xuyên, các anh em lục lại một cái clip mà mình đã review cái con DL này cách nay là được bao nhiêu năm mà anh em, thì anh em nhìn tới cái thời điểm, ngay cái thời điểm bây giờ chỉ được 4 lần ghi xét, thì các anh em biết là cái độ đam mê của mình nó bùng cháy tới cỡ nào nha anh em. Nói tới đây cho anh em cười súng răng luôn quá. Thì hiện giờ người ta đã mát cột bua in mà mình chỉ là 4 lần ghi xét thôi anh em à. Và không ngừng lại ở đó thì hôm nay là mình được một anh Burgo anh kỷ niệm cho mình là một cây trượng rồng, kèm theo đó là một con quạ tinh. Và không ngừng ở đó mình được một cái cấp 3 level 2, còn gọi là một cái win 2 cho cái con nhân vật của mình. Ở đây thì mình đang cởi kỳ lân chứ mình chưa có ngựa nha, chừng nữa thì mình sẽ cố gắng mình ép ngựa để có được một cái con ngựa cởi đồ dưới người ta nha anh em. Thì hiện giờ mình tạm thời mình đang cởi con kỳ lân nha. Ở đây là một số mảnh đồ mà anh em có thể là hỗ trợ tốt nhất cho mình đây. Có những cái mảnh đồ này nhưng mà chưa có mặc nha anh em, vì mình đợi đủ set mình mới mặc. Hiện giờ mình đang mặc những set đồ lõm khi chúng ta mới tạo một con nhân vật thì sẽ có như vậy. Và đi sâu vào vấn đề, cái phiên bản này là nó cho chúng ta được gì? Đây mình sẽ ra mình review một chút xíu cho anh em xem. Ở phiên bản Athena S3 này thì cho chúng ta là từ sub 1, sub 2 và sub 3, đặc biệt là sub 4 các anh em thấy là cái dòng mobile. Thì ở đây nôm na dễ hiểu, ba súp trên là dành chung cho PC và mobile chơi chung cũng được, và ở dưới là đặc biệt chỉ có mobile mới vô được thôi, những ông PC không tài nào mà vô được nha anh em. Và khi vào trong game, các anh em muốn chạy tốt nhất một cái phiên bản SS2, SS3 cũ xưa hoài niệm như gì, thì mình chia sẻ cho anh em một chút xíu thông tin nè. Khi mới gia nhập con game này, các anh em có thể là tốt nhất liên hệ với mình đưa anh em vào trong một cái nhóm của vui anh em Việt Nam. Nhóm đó thì người ta không giúp anh em về cái mặt vật chất, nhưng mà người ta giúp anh em về cái mặt là tinh thần. Người ta sẽ hỗ trợ những gì tốt nhất cho anh em, như ví dụ là các anh em không biết những cái món a á ớ thì người ta sẽ đánh dần tập cho các anh em đọc được cái chữ là a á ớ nha anh em. Và những cái là cần thiết, như ví dụ là làm nhiệm vụ 380 hoặc là làm những cái gì đó cao sang hơn chút xíu, thì người ta sẽ sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ anh em khi mà gia nhập vào một cái vui nha. Các anh em muốn chơi tốt một cái con game phiên bản thời kỳ đầu thì đầu tiên các anh em là phải farm lên level 40 cho mình. Các anh em mua cho mình một cái vé là Kalima 1, thì cái đó là mình đã có test trên một cái live và mình sẽ về mình cho anh em xem cái
hiện thực nha. Ở đây là một cái khung cảnh của cái map là Laurentia, người ta bán đồ ở đây rất nhiều. Các anh em farm lên cho mình là 40 lần liver. Khi 40 liver, các anh em vào trong đây mua những cái vé Kalima đây cho mình. Ở đây cái vé một là từ 20 cho tới là 110, thì anh em có thể là farm cho mình 40 trong Kalima một. Khi mà vào trong Kalima một thì các anh em lên 181 hoặc là 200 gì đó, các anh em có thể là mua vé. Và tiếp theo các anh em cứ việc là mua vé cho mình đi hoài tới đây anh em. Đi ở trong là đền Kalima là các anh em đi với solo, không có người cầu kéo. Còn khi mà các anh em có người cầu kéo thì các anh em không cần đi vào đền Kalima làm gì. Thì một số anh em thì có người kéo và một số anh em thì không có người kéo đâu anh em. Nên cái đây là cái đường vắng tắt để cho anh em vào trong đây để chơi mà chạy reset nhanh nhất có thể. Và đặc biệt các anh em muốn solo bãi mà treo qua đêm, không đợi những cái anh em mà vào trong đó kiếp bãi hay là vào trong đó BT không được, thì các anh em gõ cho mình một cái lệnh nha, một cái lệnh là GV nè, ST và auto. Các anh em gõ như vậy thì nó sẽ phục qua cái cánh bên đây là chúng ta là nó để một cái lệnh là chúng ta là tự chấp nhận auto. Thì khi như vậy chúng ta treo ở một cái bãi quái nào đó thì chúng ta sẽ người khác đến sau bấm vào trong đây, bấm vào cái chữ là BT đây. Như ví dụ bấm vào cái chữ BT gì là tự động mình đồng ý luôn, mình không cần phải nhấp chuột hay là canh máy gì hết. Cái đó là một cái tiện và lợi khi chúng ta chơi bãi quái nha. Mình sẽ ra ngoài bãi quái cho nó đẹp nhất có thể để mình review cho anh em. Vì đây là một cái phiên bản đời cao, các anh em thấy có những cái viên vốn rất là đẹp không? Và chút xíu mình sẽ nói một cái nội tại của nó cho anh em dễ hiểu và nắm bắt hơn một chút xíu nữa. Mình ra ngoài đây cho các anh em xem là một cái skill quả diệm. Ở bên RS3 thì người ta có một cái skill quả diệm, còn ở bên RS2 thì chưa có đâu nha anh em. Đây, đừng có bơi cam nha anh ơi. Thì mình sẽ bấm lên đây, một skill là nó có 3 luồng lửa mà mình hôm nay đã up trên Facebook, up trên là TikTok của mình. Các anh em thấy là những con DL nó đi vào trong group thì nó làm mưa làm gió rất là dữ dội nha anh em. 99B và RS3 cái nào cũng vậy, cái nào cũng xài là mu con và cái nào cũng có xài VIP hết. Nếu mà anh em cài chay thì có thể là cài chay từ bước 1 lên, còn các anh em mà nếu có đầu tư các anh em có thể là vào trong mua VIP và các anh em bò lên nó rất là nhẹ nhàng, rất là mau nha. Còn không có VIP thì nó bò hơi lâu. Các anh em tận dụng 3 ngày của mình hãy chạy lên nhiều nhất có thể, chạy được bao nhiêu thì chạy nha. Và ở bên RS3 này nó sẽ có nhiều event hơn 99B. Thì ở phiên bản đề cao thì nó sẽ có khác một chút xíu nào đó, như điển hình các anh em nhìn vào là một cái skill là khác nè, và event là khác nè, và những cái win là nó sẽ khác. Cộng theo đó là những set đồ cuối. Khi chúng ta đang gia nhập một cái phiên bản RS3 thì các anh em đừng có bỡ ngỡ quá về những cái set đồ, mà các anh em hãy nhìn vào những cái NPC. Những NPC này thì một cái clip xa xưa mình đã có review, nhưng mà vào trong đây mình sẽ chia sẻ lại cho anh em. Về cái clip đó thì mình làm cũng hơi vắn tắt chút xíu. Hiện tại bây giờ thì khi mà mình up clip lên thì nhiều anh em mới vào trong đây xin cái link tải và xin cái cách chơi như thế nào. Thì ở trong một cái map là Nogia thì có bọn NPC bán cho chúng ta đầy đủ hết, từ những cái nguyên liệu các anh em thấy là bùa trao, bùa lúc nè, và có thể là quay viên ba, quay sói, có những cái hộp boss random để chúng ta quay ra. Và ở đây là có những cái để cho chúng ta nâng cái nội công của chúng ta lên nè. Đặc biệt không ngừng ở đó thì có những cái viên ngọc mà mình chưa hề review tới luôn luôn và chưa có mua nó lần nào luôn anh em. Phiên bản này thì mình đã cho anh em biết rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có sử dụng được những cái này. Cho nữa có clip thì mình sẽ sử dụng vào những cái này tốt nhất có thể để cho các anh em tham khảo và tìm hiểu luôn. Và đây có những một cái bot đây, các anh em thấy nè, những cái bot này thì nó sẽ cho chúng ta ra viên random nha. Ở đây cho chúng ta những cái loại là nhẫn quà giải trí, nó cũng ra một cái thế hệ nào đó, nó không có mà quá cầu kỳ nha anh em. Đặc biệt thì ở đây mình có ba loại sói, các anh em thấy nè, một con xanh, một con tím. Ở đây là một cái con màu này là màu hường nha anh em. Ngoài việc mới và lạ hơn thì chúng ta có thể là mua đồ ở trên shop. Mua đồ trên shop thì chúng ta có thể là dùng cái mu con để mua. Mu con này thì làm sao chúng ta có? Khi mà các anh em muốn nạp mu con này thì anh em phải có một cái thẻ là PayPal chúng ta mới nạp được. Hoặc là các anh em có thể là vào trong một cái nhóm, một trong một cái gui thì anh em có thể là mua với cái giá mu con nó rẻ hơn khi anh em nạp anh em. Vì chơi con game nào cũng vậy, tiền tệ mà khi chúng ta mua qua nhau từ những người chơi á thì nó sẽ rẻ và ngợi hơn, còn khi mà chúng ta tự nạp thì lúc nào cũng phải cao phải đắt hơn. Thì ở trong đây mình sẽ vào một số cái đồ cơ bản cho anh em biết, vì lúc trước thì mình đã có review rất là nhiều và cái này thì ở áp dụng chỉ trên là PC thôi, còn mobile thì chúng ta chưa có mở chức năng này nha anh em.
nên nó có một cái thiệt thòi nhẹ ở những anh nào mà chơi trên mobile. Và mobile thì nó cũng chưa có cái phiên bản iOS luôn, cái đó là cũng một điều tiếc nuối cho những anh em nào mà đam mê cái dòng iOS mà chúng ta không thể chơi cái con game này được, vì cái con game này theo cái hệ mà đánh giá của anh em thì nó cực kỳ hay. Những anh em ở trong cái gui anh em Việt Nam người ta bỏ ra là hàng chục triệu đồng, đôi khi là 30-40 triệu đồng để người ta trải nghiệm và người ta chơi cái con game này. Thì mình sẽ vào một cái win cho anh em xem. Win thì nó cho map chỉ số chúng ta là chỉ win 3. Lúc trước mình nhớ là có một cái là whip con này thì nó sẽ cho chúng ta là đâu đó những cái win 4, nhưng bây giờ thì mình thấy nó sẽ giới hạn lại, nó không còn qua ở bên whip con nữa mà chỉ còn ở bên là mua con thôi. Những cái win 3 này bán với chỉ số thì nó cũng rất là mềm nha anh em. Đây, ở đây chúng ta mua thì chúng ta có thể là chọn dòng, nó cho mình được bao nhiêu dòng thì mình có thể là tích vô được bao nhiêu dòng. Như điển hình ở đây nó chỉ cho chúng ta là 3 dòng này và thêm một dòng đam, một dòng lúc thôi, thì chúng ta không có được chọn thêm nữa. Và mỗi khi chúng ta muốn nâng cấp cộng lên 7 cộng 8 hoặc là 8 cộng 9 thì các anh em thấy cái chỉ số của cái mu con của mình nó tăng lên dần không? Các anh em thấy nè, max chỉ số thì cộng 11 và ở trong shop người ta không cho cộng 13, nhưng hiện giờ game người ta đã cộng lên được 13 các anh em, và không có đồ cộng 15. Và đặc biệt ở trong đây thì không có những cái dòng full luôn, nhưng mà ở ngoài một số anh em người ta đã phù phép, người ta biến quá nâng cấp lên là sẽ có full dòng cho anh em trải nghiệm nha. Và khi chúng ta mua đồ trên đây thì đặc biệt chúng ta phải có là mua con. Và mua con khi chúng ta chọn vào trong đây thì anh em có thể là tùy ý chọn dòng nè, cái đó là cũng một cái điều hay nha. Nhưng mà mình chưa có mua con đâu anh em. Ở đây các anh em muốn nhận mua con Fergie thì nó có những cái mốc nhận như chúng ta lên 50, 100 hoặc là 150, 200 thì nó sẽ tặng tùy theo cái mốc reset của chúng ta nha. Nó cũng y chang là 99B thôi anh em. Khi chúng ta muốn mang được những cái win này thì anh em phải làm nhiệm vụ là 380. Thì ở trong nhóm của mình á thì có một số anh em on trực tiếp để hỗ trợ anh em đi làm nhiệm vụ 380 nha. Đó là những gì cơ bản mà mình muốn chia sẻ cho anh em biết về một cái con game RX3 nó sẽ như thế nào. Và clip này cũng là clip giới thiệu, review, chia sẻ là mình vẫn còn chơi, anh em vẫn còn chơi tốt một cái con game. Thì anh em nào muốn chơi, muốn trải nghiệm thì hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Và mình có để cái link tải trong phần là comment, các anh em có thể là vào trong đó để tải nha anh em. Video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em.